Rồi thầy thầy xin chào các em nhé. Các em đã vào lớp học thì các em sẽ đợi trong giây lát để các bạn vào đầy đủ thì chúng ta tiến hành học tập ha. Hiện nay đang còn các bạn. Không đủ rồi chúng ta đang tiến hành học tập ha. Ok.
Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu bài. Tôi sẽ đảm nhiệm giới thiệu cho chúng ta bài 12, một số vấn đề cơ bản về dân tộc tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam. Trước khi vào bài thì em chú ý cái lớp học này là dùng cho đại đội, dành cho đại đội 15 và đại đội 16 ha. Lớp học này là dành cho đại đội 15 và 16, nên là các em chú ý. Bài 12 là một số vấn đề cơ bản về dân tộc tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam. Về mục đích của bài thì nhằm giới thiệu cho chúng ta nắm vững được những cái nội dung cơ bản về dân tộc, nội dung cơ bản về tôn giáo. Trên cơ sở đó, các em có hiểu biết về vấn đề dân tộc, về vấn đề tôn giáo, để chúng ta cùng với toàn đảng, toàn dân, toàn quân, chúng ta đấu dụng tôn giáo để chống phá cách mạng Việt Nam. Bài này sẽ có 3 nội dung lớn. Nội dung thứ nhất là một số vấn đề cơ bản về dân tộc. Nội dung thứ hai là một số vấn đề cơ bản về tôn giáo. Nội dung thứ ba là đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam. Nội dung thứ nhất là một số vấn đề cơ bản về dân tộc. Nội dung thứ hai là một số vấn đề cơ bản về tôn giáo. Nội dung thứ ba là đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam. Thời gian toàn bài là 2 tiết buổi sáng ngày hôm nay. Về phương pháp giảng dạy của tôi thì chủ yếu là thuyết trình, phân tích, lấy dẫn chứng chứng minh để các em hiểu rõ các cái nội dung của bài. Về yêu cầu trong quá trình học tập, thì tôi yêu cầu thứ nhất là chúng ta phải tham gia lớp học đầy đủ. Các em đã vào lớp học thì các em không được rời khỏi lớp học. Bởi vì rời khỏi lớp học trên màn hình của tôi nó sẽ hiện cái thông tin và tên của các em. Thì coi như các em sẽ không được công nhận học buổi sáng ngày hôm nay. Thứ hai là chúng ta phải chú ý nghe giảng. Tôi có thể trong quá trình giảng dạy tôi có thể đặt câu hỏi. Rồi tôi có thể kiểm tra quân số bất kỳ một số em các bạn sinh viên. Nếu mà tôi kiểm tra mà không có tham gia lớp học hoặc là mở máy để đó nhưng không theo dõi, không biết tôi gọi thì coi như các em tự chịu trách nhiệm và không được ghi nhận học trong vòng buổi sáng ngày. Thì đó là về một số cái quy định về học trực tuyến thì trung tâm cũng đã gửi cho các em. Thì em khi chấp hành tốt các cái quy định và đồng thời khi vào tham gia lớp học thì các em cũng tắt toàn bộ tiếng, tắt mic. Khi nào tôi yêu cầu, nếu các em mở mic thì sẽ rất là ổn. Một số cái quy định về học tập là như vậy. Thì như các em biết là vấn đề dân tộc và tôn giáo hiện nay là một trong những lĩnh vực trọng yếu mà các thế lực thù địch nó lợi dụng
để nó chống phá cách mạng Việt Nam. Vì vậy mà chúng ta phải nắm vững được những cái vấn đề cơ bản về dân tộc, về tôn giáo, trên cơ sở đó để chúng ta đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam. Sau đây thì chúng ta sẽ nghiên cứu nội dung một lớn, một số vấn đề cơ bản về dân tộc. Một lớn là một số vấn đề cơ bản về dân tộc. Một lớn là một số vấn đề cơ bản về dân tộc. Một nhỏ là một số chung về dân tộc. A nhỏ là khái niệm. Dân tộc là cộng đồng người ổn định hình thành trong lịch sử tạo lập một quốc gia. Dân tộc là cộng đồng người ổn định hình thành trong lịch sử tạo lập một quốc gia trên cơ sở cộng đồng bền vững về lãnh thổ, trên cơ sở cộng đồng bền vững về lãnh thổ quốc gia, kinh tế, ngôn ngữ, truyền thống, văn hóa, đặc điểm tâm lý, ý thức về dân tộc và tên gọi dân tộc. Dân tộc là cộng đồng người ổn định hình thành trong lịch sử tạo lập một quốc gia trên cơ sở cộng đồng bền vững về các yếu tố lãnh thổ, kinh tế, ngôn ngữ, truyền thống, văn hóa, đặc điểm tâm lý, ý thức về dân tộc và tên gọi dân tộc. Thế thì các em biết là khái niệm này thì để chỉ hai nghĩa. Khái niệm này để chỉ hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất, dân tộc theo nghĩa là một dân tộc trong một quốc gia đa dân tộc, hay còn gọi là tộc người đấy. Nghĩa thứ nhất là theo nghĩa là một dân tộc trong một quốc gia đa dân tộc, hay còn gọi là tộc người. Thì các thành viên cùng dân tộc sử dụng một ngôn ngữ chung, tiếng mẹ đẻ để giao tiếp trong nội bộ dân tộc. Các thành viên cùng chung những đặc điểm sinh hoạt văn hóa vật chất, văn hóa tinh thần tạo lên bản sắc văn hóa dân tộc. Ý nghĩa thứ nhất đây là dân tộc được hiểu theo nghĩa là một tộc người, hay người ta còn gọi là dân tộc trong một quốc gia đa dân tộc. Thì các thành viên cùng dân tộc sử dụng một ngôn ngữ chung, sử dụng một ngôn ngữ chung đó là để giao tiếp trong nội đặc điểm sinh hoạt văn hóa vật chất, văn hóa tinh thần tạo lên bản sắc văn hóa dân tộc, tạo lên bản sắc văn hóa dân tộc. Thì ở đây là dân tộc được hiểu theo nghĩa là một tộc người, hay người ta còn gọi là một dân tộc trong một quốc gia đa dân tộc, thì các thành viên cùng sử dụng chung một ngôn ngữ để giao tiếp. Rồi các thành viên cùng chung những đặc điểm sinh hoạt văn hóa vật chất, văn hóa tinh thần tạo lên bản sắc văn hóa dân tộc. Ví dụ như là đặc điểm sinh hoạt văn hóa vật chất ở các cái dân tộc, trong các cái dân tộc Việt Nam. Rồi văn hóa tinh thần thể hiện là phong tục tập quán tín ngưỡng, các loại hình văn học nghệ thuật để tạo lên một cái bản sắc văn hóa của các dân tộc Việt Nam. Ví dụ như là theo cái nghĩa này thì như Việt Nam chúng ta thì gồm 54 dân tộc, 65 dân tộc, nhưng mà cũng có quốc gia thì rất nhiều dân tộc. Ví dụ như là Indonesia thì 150 dân tộc, hoặc là có những quốc gia là 250 dân tộc, ví dụ như là Nigeria là 250 dân tộc, ví dụ như vậy. Hiện nay thế giới thì các em biết là có khoảng 2.000 tộc người. Hiện nay trên thế giới có khoảng 2.000 tộc người. Thì đó là cái nghĩa thứ nhất. Nghĩa thứ hai, dân tộc được hiểu theo nghĩa là cộng đồng quốc gia dân tộc. Dân tộc được hiểu theo nghĩa là cộng đồng quốc gia dân tộc.
là cộng đồng chính trị xã hội được chỉ đạo bởi nhà nước thiết lập trên một lãnh thổ chung, ví dụ như là dân tộc Việt Nam, dân tộc Trung Hoa. Nghĩa thứ hai thì được hiểu theo nghĩa là một cộng đồng quốc gia dân tộc. Ví dụ như là dân tộc Việt Nam chúng ta, hoặc dân tộc Trung Hoa, dân tộc Mỹ, dân tộc Nga, vân vân. Thì đây là một cái cộng đồng chính trị xã hội, có nghĩa là được chỉ đạo bởi nhà nước, thiết lập trên một lãnh thổ chung và có hệ thống pháp luật, có một cái hệ thống pháp luật để điều chỉnh các mối quan hệ trong xã hội. Hiện nay trên thế giới thì có 193 quốc gia là thành viên chính thức của Liên Hợp Quốc, và 10 quốc gia, tôi xin lỗi, 9 quốc gia thì chưa phải là thành viên chính thức của Liên Hợp Quốc. Ví dụ như là Tòa Thánh Vatican này, ví dụ như Đài Loan này, ví dụ như là Palestine này, ví dụ như là Kosovo, ví dụ như là Nam Ossetia và Abkhazia, vân vân. Thì hiện nay trên thế giới có 193 quốc gia là thành viên chính thức của Liên Hợp Quốc và 9 quốc gia là chưa phải là thành viên chính thức của Liên Hợp Quốc. Thì đó là về cái nghĩa thứ hai. Như vậy thì chúng ta kết thúc cái nội dung thứ nhất là khái niệm về dân tộc. Chúng ta chuyển sang B nhỏ nhỏ đấy, là tình hình quan hệ dân tộc trên thế giới. Tình hình quan hệ dân tộc trên thế giới. Tình hình quan hệ dân tộc trên thế giới thì nó có hai, diễn ra theo hai xu hướng. Xu hướng thứ nhất là tích cực. Xu hướng thứ nhất thì tích cực. Trên thế giới, hòa bình, hợp tác cùng phát triển vẫn là xu thế lớn trong quan hệ giữa các dân tộc. Trên thế giới, hòa bình, hợp tác cùng phát triển vẫn là xu thế lớn trong quan hệ giữa các dân tộc. Hiện nay, các quốc gia dân tộc cũng như là các dân tộc trong một quốc gia thì cái xu hướng hòa bình, hợp tác cùng phát triển vẫn là xu thế lớn. Bởi vì nó có nhiều nguyên nhân đặt ra. Ví dụ như này, phải hợp tác cùng phát triển để chống những cái ảnh hưởng tiêu cực hiện nay, chẳng hạn như là dịch bệnh, chẳng hạn như hiện nay COVID-19. Các quốc gia phải bắt tay cùng nhau để phòng chống cái COVID-19. Hoặc là do là hiện nay phải đối phó với nhiều vấn đề toàn cầu mà một quốc gia không thể giải quyết. Ví dụ như là đói nghèo này, ví dụ như là dịch bệnh này, ví dụ như là biến đổi khí hậu này, ví dụ như là phòng chống khủng bố. Đấy, thì một quốc gia không thể làm được mà phải có cái sự chung tay góp sức của nhiều quốc gia. Do vậy dù muốn hay không thì các quốc gia cũng phải xích lại gần nhau để giải quyết các vấn đề toàn cầu đó. Tuy nhiên thì quan hệ dân tộc, sắc tộc hiện nay nó còn diễn ra theo xu hướng thứ hai là xu hướng tiêu cực. Đó là gì? Mặt khác, quan hệ dân tộc, sắc tộc hiện nay trên thế giới rất phức tạp, nóng bỏng ở cả phạm vi quốc gia, khu vực và quốc tế. Ví dụ như là mâu thuẫn này, xung đột dân tộc, sắc tộc, xu hướng ly khai, chia rẽ dân tộc đang diễn ra ở nhiều quốc gia, khu vực, châu lục và trên thế giới. Quan hệ dân tộc, quan hệ sắc tộc, sắc tộc là màu da nhé các em. Đấy, quan hệ sắc tộc ở đây là giữa các màu da. Hiện nay trên thế giới rất là phức tạp, nóng bỏng ở cả phạm vi quốc gia, khu vực và quốc tế. Mâu thuẫn xung đột dân tộc, sắc tộc, xu hướng ly khai, chia rẽ dân tộc đang diễn ra ở nhiều quốc gia, khu vực, châu lục trên thế giới. Đấy, ví dụ như là hiện nay cái xung đột giữa các cái quốc gia dân tộc với nhau khu vực, ví dụ như khu vực Trung Đông, và các em thấy rõ nhất là cái xung đột giữa hai nhà nước, đó là Israel và Palestine. Hàng trăm năm rồi chưa giải quyết. Rồi gần là cái xung đột biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc, đấy, cũng hết sức là phức tạp. Rồi ở khu vực Syria hiện nay, rồi ở khu vực Iraq. Đấy. Còn sắc tộc thì hiện nay các em biết là xung đột ở Mỹ cũng rất phức tạp giữa người cộng đồng người da trắng và người da đen. Đấy. Sắc tộc tức là muốn nói đến màu da. Thì đó là về cái xu hướng thứ hai, tức là nó rất phức tạp, nóng bỏng ở cả phạm vi quốc gia, khu vực quốc tế. Chính vấn đề đó nó sẽ ảnh hưởng đến cái gì? Vấn đề quan hệ dân tộc, sắc tộc đã gây nên những hậu quả nặng nề về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường cho các quốc gia, đe dọa hòa bình, an ninh, khu vực và thế giới. Cái quan hệ dân tộc, sắc tộc nó đã gây nên những cái hậu quả, tức là cái quan hệ tiêu cực ấy,
thì nó đã gây nên những cái hậu quả nặng nề về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường cho các quốc gia, đe dọa hòa bình, an ninh khu vực và trên thế giới. Bởi vì các em biết là mâu thuẫn xung đột thì nó dẫn đến mất ổn định thì nó sẽ gây nên cái hậu quả nặng nề về đe dọa đến hòa bình, an ninh ở khu vực và trên thế giới. Thì nội dung thứ hai là tình hình quan hệ dân tộc, sắc tộc trên thế giới thì có một số nội dung như vậy. Chúng ta chuyển sang nội dung thứ ba là quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và giải quyết vấn đề dân tộc. Quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và giải quyết vấn đề dân tộc. Quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin về dân tộc, quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và giải quyết vấn đề dân tộc. Chúng ta nghiên cứu nội dung thứ nhất là quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin về vấn đề dân tộc và giải quyết vấn đề dân tộc. Trước tiên chúng ta nghiên cứu khái niệm vấn đề dân tộc. Bây giờ các em nghiên cứu khái niệm trong vòng khoảng một phút, sau đó các em trả lời cho tôi câu hỏi: dân tộc và vấn đề dân tộc khác nhau ở chỗ nào? Dân tộc và vấn đề dân tộc khác nhau ở chỗ nào? Bây giờ các em nghiên cứu trong vòng một phút nha. Rồi các em trả lời cho tôi câu hỏi là dân tộc khác vấn đề dân tộc ở chỗ nào? Rồi, giờ bạn nào biết giơ tay phát biểu ha. Rồi, bạn nào biết giơ tay phát biểu ha. Em giơ tay đi, bạn nào phát biểu giơ tay trên cái màn hình của tôi, nó sẽ hiện biểu tượng giơ tay lên đây thì tôi sẽ gọi. Rồi là tôi gọi ha, không có ai giơ tay, tôi gọi bạn Lê Nguyễn Hồng Hạnh. Bạn Hạnh mở mic lên trả lời cho tôi là dân tộc khác với vấn đề dân tộc ở chỗ nào. Dạ, alo thầy, có nghe em rõ không ạ? Được, nghe được rồi. Rồi chào em có nghe được tôi nói không?
Dạ có. Dạ À, thưa thầy, theo em thì em cho tôi biết dân tộc thưa thầy, em nói đi. nó khác nhau là dân tộc thì là cộng đồng người, còn vấn đề dân tộc sẽ là những vấn đề, những nội dung nảy sinh trong quan hệ giữa các dân tộc diễn ra ở mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội ạ. Còn gì nữa không? Dạ không ạ. Rồi, cảm ơn bạn Hạnh. Rồi, bạn Hạnh tắt mic đi ha. Rồi, mời một bạn khác là bạn Nguyễn Minh Trang. Nguyễn Minh Trang có đi học không? Có tham gia lớp học không? Nguyễn Minh Trang có đang theo Dạ, dõi lớp học? alo, Rồi. Rồi, thầy nghe được rồi. Rồi, chào em. dạ, Vừa rồi em có nghe được câu hỏi của thầy không? thầy, dạ hồi nãy, alo thầy có nghe không ạ? Hả? Nghe nghe được, thầy đang Alo. nghe, thầy nghe được. Thầy nghe được. Dạ, là thầy có hỏi là dân dân tộc có khác khác gì về vấn đề dân tộc đúng không ạ? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Theo em Vừa rồi là có theo dõi. À, Thế em làm theo sao? em là dân tộc là một cộng đồng ổn định được hình thành lịch sử và là một quốc gia trên cơ sở cộng đồng bền vững về lãnh thổ quốc gia, kinh tế, ngôn ngữ, truyền thống, văn hóa, đặc điểm tâm lý, ý thức về dân tộc và tên gọi của dân tộc. Còn vấn đề dân tộc là những nội dung nảy sinh trong quan hệ giữa các dân tộc diễn ra trên mọi lĩnh vực. Đời sống xã hội tác động xấu đến mỗi dân tộc và quan hệ giữa các dân tộc, các quốc gia dân tộc và cần cùng nhau phải giải quyết. Vậy thực chất nó khác nhau ở chỗ nào? Đấy là em trình bày hai cái khái niệm nhưng bây giờ tôi muốn em rút ra cái sự khác nhau. À, thì vấn đề dân tộc em nghĩ là nó mang những cái vấn đề tiêu cực và Đúng những cái rồi. vấn đề tiêu cực trong xã hội Mối quan và hệ, trong mối quan hệ giữa các dân tộc. Đúng rồi. những cái điều đó Còn cần dân phải được đặt tộc. quyết. Rồi. Rồi, tôi hiểu ý em nói rồi. Rồi, bạn Minh Trang cắt mic đi ha. Rồi, qua hai bạn trả lời thì cũng chưa rõ được cái câu hỏi nha. Chưa rõ được câu hỏi có nghĩa là tôi hỏi. Thì cái khái niệm dân tộc tôi đã trình bày với các em. Cái khái niệm dân tộc muốn nói đến là gì, là tên gọi của các dân tộc và các đặc điểm của các dân tộc. Đấy, các đặc điểm ví dụ như là ngôn ngữ, truyền thống, kinh tế, văn hóa, đặc điểm tâm lý vân vân, những cái đó người ta gọi là đặc điểm. Vấn đề dân tộc là một cái cộng đồng người ổn định và đặc điểm của các cộng đồng người đó. Còn vấn đề dân tộc là gì, là muốn nói đến mối quan hệ xấu hay còn gọi là mối quan hệ tiêu cực giữa các dân tộc và giữa các quốc gia dân tộc. Nó khác nhau hoàn toàn nha. Dân tộc là muốn nói đến là một cộng đồng người ổn định với những cái đặc trưng, với những cái đặc điểm. Đấy. Còn vấn đề dân tộc là muốn nói đến mối quan hệ tiêu cực, mối quan hệ xấu giữa các dân tộc. Vậy có một cái khái niệm về vấn đề dân tộc như thế này. Vấn đề dân tộc là những nội dung nảy sinh trong quan hệ giữa các dân tộc diễn ra trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội,
có tác động xấu đến mỗi dân tộc và quan hệ giữa các dân tộc, các quốc gia dân tộc với nhau cần phải giải quyết. Thực chất của vấn đề dân tộc là sự va chạm mâu thuẫn về lợi ích giữa các dân tộc, các quốc gia dân tộc. Đây là những nội dung nảy sinh trong quan hệ giữa các dân tộc, diễn ra trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, có tác động xấu đến mỗi dân tộc và quan hệ giữa các dân tộc, các quốc gia dân tộc với nhau cần phải giải quyết. Thực chất của vấn đề dân tộc là sự va chạm mâu thuẫn về lợi ích giữa các dân tộc, các quốc gia dân tộc. Tôi lấy ví dụ như là Palestine và Israel tranh chấp cái giải đất Gaza ở bờ tây sông Jordan thì người ta gọi đó là vấn đề dân tộc. Hoặc là hiện nay giữa Trung Quốc và Mỹ xảy ra cái cuộc tranh chấp thương mại, người ta cũng gọi đó là vấn đề dân tộc. Hoặc vừa qua giữa Ấn Độ và Trung Quốc cũng có xảy ra đụng độ xung đột ở khu vực biên giới giữa hai nước thì người ta cũng gọi đó là vấn đề dân tộc. Tức là những cái gì mà trong quan hệ nó tác động xấu, nó xung đột, nó mâu thuẫn thì người ta gọi đó là vấn đề dân tộc. Nội dung thứ hai là chủ nghĩa Mác Lênin khẳng định là vấn đề dân tộc còn tồn tại lâu dài, tức là những cái va chạm mâu thuẫn thì còn tồn tại lâu dài. Nội dung thứ ba là vấn đề dân tộc là vấn đề chiến lược của cách mạng xã hội chủ nghĩa. Giải quyết vấn đề dân tộc vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng xã hội chủ nghĩa. Vấn đề dân tộc là vấn đề chiến lược của cách mạng xã hội chủ nghĩa. Giải quyết vấn đề dân tộc vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng xã hội chủ nghĩa. Đây thì có ba cái nội dung trong cái phần khái niệm về vấn đề dân tộc. Vậy vấn đề dân tộc có tác động tiêu cực như vậy thì có cần phải giải quyết không? Đấy, thì theo quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin là phải giải quyết vấn đề dân tộc. Nếu không giải quyết nó sẽ dẫn đến là gì? Là chiến tranh, là xung đột, đấy, là đổ máu. Do vậy là phải giải quyết. Vậy thì Lenin đưa ra ba cái biện pháp để giải quyết. Lenin đưa ra ba cái biện pháp để giải quyết vấn đề dân tộc. Giải quyết, chúng ta chuyển sang nội dung thứ hai trong cái phần quan điểm của chủ nghĩa Mác Lenin là giải quyết vấn đề dân tộc theo quan điểm của Lenin. Vậy Lenin đưa ra ba cái biện pháp để giải quyết. Biện pháp thứ nhất là các dân tộc phải hoàn toàn bình đẳng. Tức là các dân tộc phải bình đẳng về quyền lợi, bình đẳng về nghĩa vụ. Thứ hai là các dân tộc được quyền tự quyết. Các dân tộc được quyền quyết định chế độ chính trị và con đường phát triển của dân tộc mình. Chống việc tự quyết, chống cái việc là lợi dụng quyền tự quyết để can thiệp vào các quốc gia độc lập có chủ quyền. Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng, các dân tộc được quyền tự quyết, có nghĩa là các dân tộc được quyết định chế độ chính trị, con đường phát triển của dân tộc mình, chống cái việc lợi dụng quyền tự quyết để can thiệp vào các quốc gia độc lập và chủ quyền. Thứ ba là liên hiệp giai cấp công nhân tất cả các dân tộc. Lenin kêu gọi giai cấp công nhân của tất cả các dân tộc phải đoàn kết để giải phóng con người, giải phóng giai cấp và giải phóng dân tộc. Đấy, tức là để không còn tình trạng là dân tộc lớn áp bức bóc lột dân tộc nhỏ. Thì phải có sự đoàn kết của giai cấp công nhân để giải quyết những cái mục tiêu của cách mạng xã hội chủ nghĩa, đó là giải phóng con người, giải phóng giai cấp và giải phóng dân tộc. Thì Lenin đưa ra ba cái biện pháp để giải quyết vấn đề dân tộc như vậy. Chúng ta chuyển sang phần nội dung thứ hai trong cái phần C nhỏ đấy, là tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về dân tộc và giải của Chủ tịch Hồ Chí Minh về dân tộc và giải quyết vấn đề dân tộc. Thì có ba nội dung chủ yếu. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định bình đẳng dân tộc phải gắn với độc lập tự do của đất nước, không có gì quý hơn độc lập tự do. Bình đẳng dân tộc phải gắn với độc lập tự do của đất nước, không có gì quý hơn độc lập tự do. Bình đẳng dân tộc phải gắn với độc lập tự do của đất nước, không có gì quý hơn độc lập tự do. Thứ hai là các dân tộc bình đẳng đoàn kết
tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển trên con đường ấm no hạnh phúc. Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển trên con đường ấm no hạnh phúc. Ví dụ như là, tôi lấy ví dụ như là trong cái bức thư mà Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Đại hội các dân tộc thiểu số ở Nam Bộ năm 1946 tại Pleiku. Thì trong cái bức thư đó bác có một cái đoạn bác viết là gì? Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Đai hay Ê Đê, Sơ Đăng hay Ba Na thì đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em một nhà. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau và no đói giúp nhau. Đấy, đó là thể hiện tư tưởng là gì? Là bình đẳng, đoàn kết giữa các dân tộc. Hoặc là trong bản tuyên ngôn độc lập, bác đọc tại quảng trường Ba Đình lịch sử ngày 2 tháng 9 năm 1945. Thì trong đó có đoạn bác viết, tất cả các dân tộc trên thế giới sinh ra đều có quyền bình đẳng. Dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền mưu cầu hạnh phúc. Đấy, tức là trong cái bản tuyên ngôn độc lập bác cũng đọc và công bố với toàn thể thế giới. Thì tất cả các dân tộc trên thế giới sinh ra đều có quyền bình đẳng. Dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Việt Nam với các quốc gia dân tộc khác trên thế giới. Thì có ba cái nội dung chủ yếu thể hiện cái tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về dân tộc và giải quyết vấn đề dân tộc. Và như vậy chúng ta kết thúc toàn bộ phần một nhỏ những vấn đề chung về dân tộc. Chúng ta chuyển sang nội dung thứ hai. Hai nhỏ là đặc điểm các dân tộc ở Việt Nam và quan điểm chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước chúng ta. A nhỏ là đặc điểm các dân tộc ở Việt Nam. Việt Nam chúng ta là có xây dựng thống nhất các dân tộc có truyền thống đoàn kết gắn bó xây dựng quốc gia dân tộc thống
ta tiếp tục khác, do cái mạng nó bị mất mạng, nó bị trục trặc kỹ thuật xíu. Giờ các em nghe được chưa các em? Giờ các em có thấy thấy tôi trình chiếu cái nội dung của bài và có nghe được không? Rồi, cảm ơn các em. Bây giờ chúng ta tiếp tục các. Rồi. Vừa rồi nó do cái mạng nó bị mất mạng, đâm ra là nó mất cái hình ảnh, nó bị out ra. Bây giờ chúng ta tiếp tục ha. Các dân tộc có truyền thống đoàn kết gắn bó xây dựng quốc gia dân tộc thống nhất. Các dân tộc có truyền thống đoàn kết gắn bó xây dựng quốc gia dân tộc thống nhất. Đây là đặc điểm nổi bật trong cái quan hệ dân tộc ở Việt Nam, và chính nhờ vậy mà chúng ta có sức mạnh để chúng ta chống giặc ngoại xâm, rồi chúng ta xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Nội dung thứ hai. Nội dung thứ hai là các dân tộc ở Việt Nam, các dân tộc ít người ở Việt Nam chú phân tán và xen kẽ trên địa bàn rộng lớn, chủ yếu là miền núi, biên giới và hải đảo. Các dân tộc ít người ở Việt Nam cư trú phân tán và xen kẽ trên địa bàn rộng lớn, chủ yếu là miền núi, biên giới và hải đảo. Thế thì dân tộc Kinh là chiếm đại đa số, và 53 dân tộc còn lại người ta gọi là dân tộc ít người. Đặc điểm thứ ba, các dân tộc ở nước ta có quy mô dân số và trình độ phát triển không đồng đều. Các dân tộc ở nước ta có quy mô dân số và trình độ phát triển không đồng đều. Thì theo kết quả điều tra số và nhà ở tháng 4 năm 2019, nước ta có 54 dân tộc với số dân là 96.208.984 người. Trong đó dân tộc Kinh có 82.085.729 người, chiếm 85,3% tổng dân số của cả nước. 53 dân tộc khác có 14.123.255 người, chiếm 14,7% dân số cả nước. Quy mô giữa các dân tộc thiểu số cũng không đồng đều. Ví dụ như là trên một đậu thì có dân tộc Tày, dân tộc Thạc Mường, dân tộc Khmer, dân tộc Hơ Mông. Gần 1 triệu thì có dân tộc Lùng, dân tộc Khoa. Rồi có những dân tộc chỉ có dưới 1.000 người. Ví dụ như là Ơ-ru 377, Bờ Đâu là 397 người, Dơ-măm là 436 người, Phu-phéo là 687 người và Si-la là 709 người. Có nghĩa là quy mô dân số giữa các dân tộc thì cũng không đồng đều. Trong đó dân tộc Kinh chiếm đại đa số, nhưng mà quy mô giữa các dân tộc ít người cũng không đồng đều. Chúng ta chuyển sang đặc điểm thứ 3, đặc điểm thứ 4. Mỗi dân tộc đều có sắc thái văn hóa riêng, góp phần làm nên sự đa dạng phong phú thống nhất của văn hóa Việt Nam. Sắc thái văn hóa ở đây biểu hiện là văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần. Văn hóa vật chất ví dụ như là cách ăn mặc, bố trí nhà cửa, đồ dùng sinh hoạt. Những cái đó người ta gọi là văn hóa vật chất. Văn hóa tinh thần ví dụ như là phong tục, tập quán, tín ngưỡng, truyền thống văn hóa, các loại hình văn học nghệ thuật. Thì những cái loại đó người ta gọi là văn hóa tinh thần. Ví dụ văn hóa vật chất, dân tộc Hơ Mông thì người ta thường lựa chọn ở những cái địa bàn sinh sống ở những cái vùng núi cao. Nhưng dân tộc Mường, dân tộc Thái thì người ta lựa chọn những cái địa bàn sinh sống thì lại ở những cái vùng trung du.
Đấy, hoặc là văn hóa tinh thần ở đây chẳng hạn như là Hơ Mông có khen người Ba La và người Ê Đê thì có cồng chiêng Tây Nguyên, dân tộc Thái thì có múa sạp, ví dụ như vậy. À, thì mỗi dân tộc đều có một cái sắc thái văn hóa riêng, góp phần làm nên sự đa dạng phong phú thống nhất của văn hóa Việt Nam. Thì như vậy chúng ta kết thúc bốn cái đặc điểm các dân tộc ở Việt Nam. B là quan điểm chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước chúng ta. Đảng ta luôn nhất quán quan điểm thực hiện chính sách bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau giữa các dân tộc, tạo mọi điều kiện để các dân tộc cùng phát triển, gắn bó mật thiết với sự phát triển chung của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Trong các giai đoạn cách mạng, Đảng ta luôn có quan điểm nhất quán thực hiện chính sách bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau giữa các dân tộc, tạo mọi điều kiện để các dân tộc cùng phát triển, gắn bó mật thiết với sự phát triển chung của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Thì đó là về cái quan điểm chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước chúng ta. Và quan điểm này thì cũng được thể hiện trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 và lần thứ 12. Cái này chúng ta nghiên cứu trong cái văn kiện, trong cái giáo trình của chúng ta, người ta có trích một cái đoạn nói về vấn quan điểm chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước chúng ta, thì các em sẽ nghiên cứu tài liệu. Như vậy chúng ta kết thúc toàn bộ phần một lớn là một số vấn đề cơ bản về dân tộc. Chúng ta chuyển sang nội dung thứ hai là một số vấn đề cơ bản về tôn giáo. Một số vấn đề cơ bản về tôn giáo. Chúng ta nghiên cứu nội dung thứ nhất là một số vấn đề chung về tôn giáo. Một nhỏ là một số vấn đề chung về tôn giáo. Hai là khái niệm. Tôn giáo là một hình thái thức xã hội phản ánh hiện thực khách quan theo quan niệm hoang đường ảo tưởng phù hợp với tâm lý hành vi của con người. Tôn giáo là một hình thái ý thức xã hội phản ánh hiện thực khách quan theo quan niệm hoang đường ảo tưởng phù hợp với tâm lý hành vi của con người. Tôn giáo là một hình thái ý thức xã hội phản ánh hiện thực khách quan theo quan niệm hoang đường ảo tưởng phù hợp với tâm lý hành vi của con người. Vậy hình thái ý thức xã hội là gì? Trước tiên muốn biết được hình thái kinh tế ý thức xã hội thì chúng ta phải nghiên cứu về cái khái niệm về ý thức xã hội là gì. Ý thức xã hội là toàn bộ đời sống tinh thần của xã hội. Nó bao gồm những tư tưởng, quan điểm, quan niệm, lý luận, truyền thống, tâm trạng, tình cảm, thói quen. Ý thức xã hội là toàn bộ đời sống tinh thần của xã hội. Nó bao gồm những tư tưởng, quan điểm, quan niệm, lý luận, truyền thống, tâm trạng, tình cảm và thói quen. Các hình thái ý thức xã hội gồm có triết học, chính trị, pháp luật, tôn giáo, đạo đức, thẩm mỹ và khoa học. Như vậy tôn giáo là một hình thái ý thức xã hội. Nha. Như vậy tôn giáo là một hình thái ý thức xã hội. Tức là nó là những cái quan điểm, nó là những cái quan niệm, nó là tư tưởng. Ở đây phản ánh hiện thực khách quan, tức là phản ánh các sự vật hiện tượng của thế giới. Thì đó là về khái niệm về tôn giáo. Bất cứ một tôn giáo nào cũng được cấu thành bởi các yếu tố, hệ thống giáo lý của tôn giáo. Bất cứ một tôn giáo nào cũng được cấu thành bởi các yếu tố là hệ thống giáo lý của tôn giáo. Thứ hai là nghi lễ tôn giáo, các cái nghi lễ của tôn giáo. Thứ ba là đội ngũ giáo sĩ và tín đồ.
Thứ tư là cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động tôn giáo. Cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động tôn giáo. Thế thì một tôn giáo có bốn cái yếu tố chủ yếu: hệ thống giáo lý của tôn giáo, nghi lễ tôn giáo, đội ngũ giáo sĩ và tín đồ. Cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động tôn giáo. Đó, thì đó là về bốn cái yếu tố để cấu thành bốn yếu tố của tôn giáo. Chúng ta chuyển sang phần B nhỏ là cần phân biệt tôn giáo với mê tín dị đoan. Thì tôn giáo và mê tín dị đoan khác nhau hoàn toàn về bản chất. Tôn giáo là một hình thức tín ngưỡng có hệ thống giáo lý, nghi lễ và các tổ chức tôn giáo, thể hiện bằng lòng tin, bằng tình cảm, hành vi đối với tôn giáo mà họ theo. Đạo đức tôn giáo có những mặt phù hợp với đạo đức của xã hội. Còn mê tín dị đoan là những hiện tượng bao gồm ý thức hành vi cuồng vọng, mê muội, mù quáng, trái với lẽ phải hành vi đạo đức văn hóa cộng đồng, gây hậu quả tiêu cực đến đời sống vật chất tinh thần của cá nhân và cộng đồng xã hội. Tôn giáo cũng là cái niềm tin, nhưng mà nó khác với cái niềm tin của mê tín dị đoan. Niềm tin của mê tín dị đoan là niềm tin mù quáng, niềm tin cuồng vọng, nó dẫn đến hậu quả đối với xã hội. Thế còn niềm tin của tôn giáo là gì? Là người ta tin vào những cái việc đó, thể hiện bằng tình cảm, bằng hành vi đối với tôn giáo mà họ theo. À, thì đó là cái sự khác nhau giữa tôn giáo với mê tín dị đoan. Chúng ta chuyển sang phần 2 nhỏ là nguồn gốc tính chất của tôn giáo. A nhỏ là nguồn gốc của tôn giáo. Tôn giáo bắt nguồn từ 3 nguồn gốc. Nguồn gốc thứ nhất là nguồn gốc kinh tế xã hội. Nguồn gốc thứ hai là nguồn gốc nhận thức của tôn giáo. Nguồn gốc thứ ba là nguồn gốc tâm lý. Thứ nhất là nguồn gốc kinh tế xã hội. Thì trong thời kỳ cộng sản nguyên thủy, thì lúc này lực lượng sản xuất còn rất thấp kém. Người ta hoàn toàn lệ thuộc vào tự nhiên. Ví dụ như là lệ thuộc vào mưa này, vào gió này, vào lũ lụt, vào hạn hán, vào dịch bệnh. Bởi vì lúc này lực lượng sản xuất rất thấp kém. Thế người ta chủ yếu là sống theo kiểu bầy đàn, cái thời kỳ cộng sản nguyên thủy ấy, sống theo kiểu là một cái cộng đồng. Đấy. Khoa học kỹ thuật thì chưa có gì, lực lượng sản xuất thì còn thấp kém. Do vậy là người ta hoàn toàn lệ thuộc vào tự nhiên, hoàn toàn lệ thuộc vào tự nhiên. Vì vậy mà người ta gán cho tự nhiên bằng những cái hiện tượng trong tự nhiên bằng những cái sức mạnh siêu nhiên có cái quyết định đối với cuộc sống của họ mà họ phải tôn thờ. Thì đó là cái thời kỳ mà sơ khai của tôn giáo, đó là các cái vị thần, vị thánh, thần núi, thần sông, thần mưa, thần gió, ví dụ như vậy, tức là các cái vị thần. Thời kỳ mà cộng sản nguyên thủy là do lực lượng sản xuất thấp kém, người ta hoàn toàn lệ thuộc vào tự nhiên. Và người ta đã gán cho các hiện tượng trong tự nhiên, ví dụ như là mưa này, gió này, lũ lụt này, hạn hán này, dịch bệnh này, bằng những cái lực lượng mà siêu nhiên có quyết định, có cái vai trò quyết định đến cuộc sống của họ. Đấy, nên là đó là cái thời kỳ sơ khai của tôn giáo. Đến khi mà xã hội có giai cấp, thì chính sự áp bức bất công của giai cấp thống trị đối với nhân dân lao động là nguồn gốc hình thành cái tôn giáo. Tức là người ta bị áp bức bóc lột đến cùng cực. Đấy, cùng cực. Và người ta chỉ có biết là tìm đến những cái biểu tượng của tôn giáo để an ủi bản thân. Ví dụ như người ta đó là khi mà người ta bị áp bức bóc lột cùng cực thì người ta chỉ biết là an ủi bằng cách là đó là sự sắp đặt của thần thánh. Đó là sự sắp đặt của thần thánh. Buộc người ta phải có cái số phận và thân phận như vậy để người ta an ủi bản thân. Thì đó là cái nguồn gốc về xã hội. Tức là khi xã hội có giai cấp cũng là một cái nguồn gốc để hình thành nên tôn giáo. Cái nguồn gốc thứ hai là nguồn gốc nhận thức của tôn giáo. Thì tôn giáo bắt nguồn từ nhận thức hạn hẹp mơ hồ của con người về các hiện tượng trong tự nhiên, trong tư duy. Bắt nguồn từ nhận thức hạn hẹp mơ hồ của con người về các sự vật hiện tượng của thế giới.
Có nghĩa là cái thế giới thì nó rất là bao la vô hạn, nên là có những thứ là chúng ta cũng chưa thể làm mà có thể giải thích được hết tất cả các hiện tượng của thế giới, hoặc có khi giải thích được rồi nhưng mà người dân người ta chưa đủ cái kiến thức để người ta tiếp thu cái giải thích đó, thì người ta tìm đến các biểu tượng của tôn giáo. Ví dụ như tôi lấy ví dụ như ở xã Hồng Quảng, huyện Quảng Yên, tỉnh Cao Bằng, có một cái hồ nước mà khi cứ gọi là sằn sỏi mỏi hoặc khi có tiếng động thì nước ở dưới hồ nó tuôn trào lên. Thế thì các nhà khoa học của chúng ta cho rằng là cái hiện tượng đó hoàn toàn giải thích được bằng khoa học, nhưng người dân ở nơi đó thì người ta không hiểu, người ta cho rằng là ở nơi đó là có các cái vị thần, có các cái vị thánh, chứ không phải là cái hiện tượng khoa học. Vậy là cái bắt nguồn từ ở đây là nhận thức hạn hẹp mơ hồ của con người về tự nhiên, xã hội và tư duy. Nguồn gốc thứ ba là nguồn gốc tâm lý của tôn giáo. Tôn giáo bắt nguồn từ tâm trạng cảm xúc lo âu, buồn chán, tuyệt vọng của con người. Đấy, khi trong cuộc sống người ta gặp bất chắc, ví dụ như là chia tay người yêu này, hoặc là gia đình tan vỡ này, thì người ta tìm đến các cái biểu tượng của tôn giáo để người ta an ủi bản thân. Đấy, đó cũng là một cái nguồn gốc để hình thành cái tôn giáo. Ví dụ như là khi mà buồn chán tuyệt vọng trong cuộc sống thì người ta tìm đến những cái biểu tượng của tôn giáo, có thể người ta đi tu vào các chùa, hoặc người ta đến các cái nhà thờ người ta cầu nguyện để cho tâm hồn người ta được thanh thản. Thì đó cũng nên là tâm lý ở đây là bắt nguồn từ tâm trạng cảm xúc lo âu, buồn chán, tuyệt vọng của con người, người ta tìm đến các cái biểu tượng của tôn giáo. Thì nguồn gốc thì có ba nguồn gốc như vậy. B là tính chất của tôn giáo. B là tính chất của tôn giáo. B là tính chất của tôn giáo. Tôn giáo có ba tính chất. Thứ nhất là tính lịch sử của tôn giáo. Tính lịch sử. Tính lịch sử. Thứ hai là tính quần chúng. Thứ hai là tính quần chúng. Thứ ba là tính chính trị. Thứ ba là tính chính trị. Tính lịch sử của tôn giáo thì tôn giáo phản ánh tồn tại xã hội. Tức là vừa rồi trong khái niệm ấy là tôn giáo phản ánh các sự vật hiện tượng, hay người ta còn gọi là phản ánh tồn tại xã hội. Mà tồn tại xã hội thì luôn luôn vận động biến đổi không ngừng. Do vậy, tôn giáo cũng có sự biến đổi trong từng giai đoạn của lịch sử. Cái sự biến đổi đó người ta gọi là tính lịch sử của tôn giáo. Thứ hai là tính quần chúng của tôn giáo. Tôn giáo thể hiện cái đức tin, lối sống của một bộ phận không nhỏ quần chúng nhân dân. Hiện nay trên thế giới có khoảng 4,2 tỷ người theo các tôn giáo. Do vậy là tôn giáo có tính quần chúng, thể hiện đức tin lối sống của một bộ phận không nhỏ quần chúng nhân dân. Thứ ba là tính chính trị của tôn giáo. Tính chính trị của tôn giáo. Tính chính trị của tôn giáo. Các cái lực lượng hiện nay và trước kia, các cái lực lượng vẫn lợi dụng tôn giáo để thực hiện được mưu đồ chính trị của mình. Ví dụ như khu vực Trung Đông bây giờ nhiều nước là lợi dụng cái vấn đề tôn giáo ở đây để can thiệp vào cái khu vực này. Bởi vì tôi lấy ví dụ như là Israel thì chủ yếu là cộng đồng người Thiên Chúa giáo, nhưng mà Palestine thì chủ yếu là cộng đồng người Hồi giáo. Thì các cái nước người ta can thiệp vào cái khu vực này để người ta thực hiện cái mưu đồ chính trị của người ta, thì gọi là tính chính trị của tôn giáo. Tính chính trị tức là người ta lợi dụng tôn giáo để thực hiện được mưu đồ chính trị của các lực lượng, của các quốc gia, thì người ta gọi là tính chính trị của tôn giáo. Chúng ta chuyển sang phần 3, 3 nhỏ là tình hình tôn giáo trên thế giới và quan điểm của chủ nghĩa Marx Lenin về giải quyết vấn đề tôn giáo trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. Tình hình tôn giáo trên thế giới và quan điểm của chủ nghĩa Marx Lenin về giải quyết vấn đề tôn giáo trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. Thứ nhất là tình hình tôn giáo trên thế giới. Thứ nhất, A nhỏ, tình hình tôn giáo trên thế giới. Hiện nay trên thế giới có khoảng 10.000 tôn giáo khác nhau, trong đó có khoảng 150 tôn giáo có trên 1 triệu tín đồ.
Trên thế giới hiện nay có khoảng 10.000 tôn giáo khác nhau. Trong đó có khoảng 150 tôn giáo có trên 1 triệu tín đồ. Những tôn giáo lớn hiện nay bao gồm Kitô giáo có khoảng 2 tỷ người, Hồi giáo có khoảng 1,3 tỷ người. Hồi giáo có khoảng 1,3 tỷ. Kitô giáo có khoảng 2 tỷ người, Hồi giáo 1,3 tỷ người, Ấn Độ giáo 900 triệu người và Phật giáo 360 triệu người. Đó là nội dung thứ nhất. Nội dung thứ hai là hoạt động của các tôn giáo diễn ra khá sôi động. Hoạt động của các tôn giáo khá sôi động diễn ra theo nhiều xu hướng. Thứ nhất là xu hướng mở rộng ảnh hưởng ra toàn cầu. Các em biết là hiện nay các cái hoạt động tôn giáo rất là sôi động. Các cái tôn giáo đều có cái giao lưu, rồi là quan hệ đối ngoại với nhau để mở rộng ảnh hưởng ra toàn cầu. Thứ hai là mềm hóa các giới luật lễ nghi để thích nghi, tức là người ta đơn giản hóa những cái giới luật lễ nghi để cho thích nghi với cái tình hình hiện nay, và sẽ tập hợp được nhiều các cái tín đồ tôn giáo. Rồi tăng các hoạt động giao lưu, thực hiện thêm các chức năng phi tôn giáo, ví dụ như là cứu trợ nhân đạo này, rồi là giúp đỡ trẻ em, rồi là trẻ em không có nơi nương tựa, người già không nơi nương tựa, rồi bốc thuốc cứu người, vân vân. Tham gia các hoạt động xã hội để mở rộng ảnh hưởng, làm cho sinh hoạt tôn giáo đa dạng, sôi động mà không kém phần phức tạp. Đó là nội dung thứ hai. Nội dung thứ ba là gần đây xu hướng đa thần giáo phát triển song song với xu hướng nhất thần giáo. Đa thần giáo tức là người ta theo nhiều các cái tôn giáo. Phải trước kia thì người ta chỉ theo một tôn giáo thôi, nhưng mà hiện nay có những người theo hai ba tôn giáo khác nhau. Đồng thời nhiều hiện tượng tôn giáo lạ ra đời, trong đó có không ít tổ chức tôn giáo là một trong những tác nhân gây nên xung đột tôn giáo, xung đột dân tộc gay gắt trên thế giới hiện nay. Ví dụ như ở Mỹ là có giáo phái đa thê chẳng hạn. Ở Việt Nam chúng ta thì năm 2018-19 rộ lên ở khu vực các tỉnh miền Trung ấy, là Hội Thánh Đức Chúa Trời chẳng hạn. Đấy, Hội Thánh Đức Chúa Trời. Đấy. Không ít tổ chức tôn giáo lạ ra đời. Nội dung thứ năm là chủ nghĩa quốc tế và các thế lực phản động thì tiếp tục lợi dụng tôn giáo để chống phá, can thiệp vào các quốc gia dân tộc độc lập có chủ quyền. Thì các em học bài 8, các em thấy là hiện nay chủ nghĩa đế quốc là lợi dụng vấn đề dân tộc, vấn đề tôn giáo để can thiệp vào các quốc gia độc lập có chủ quyền. Chúng ta chuyển sang phần B nhỏ là quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin về giải quyết vấn đề tôn giáo trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. Thì có bốn quan điểm. Vấn đề tôn giáo thì cũng giống như vấn đề dân tộc, tương tự như vậy. Vấn đề tôn giáo là những cái ảnh hưởng tiêu cực của tôn giáo đối với xã hội. Em chú ý nha. Vấn đề tôn giáo là những cái ảnh hưởng tiêu cực của tôn giáo đối với xã hội. Vấn đề tôn giáo là những ảnh hưởng tiêu cực của tôn giáo đối với xã hội. Vấn đề tôn giáo là những ảnh hưởng tiêu cực của tôn giáo đối với xã hội. Vậy thì quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin về giải quyết vấn đề tôn giáo thì có bốn quan điểm như này. Quan điểm thứ nhất, giải quyết vấn đề tôn giáo phải gắn liền với quá trình cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới. Giải quyết vấn đề tôn giáo phải gắn liền với quá trình cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới. Xã hội mới thì sẽ không còn áp bức này, không còn bất công, không còn nghèo đói, không còn thiếu hiểu biết. Do vậy là chúng ta sẽ giải quyết được những ảnh hưởng tiêu cực của tôn giáo đối với xã hội. Ví dụ như hiện nay có hiện tượng là Hồi giáo cực đoan là đánh bom khủng bố chẳng hạn. Nếu mà chúng ta nâng cao cái trình độ văn hóa nhận thức cho người dân thì người ta sẽ không tham gia vào những cái hoạt động bất hợp pháp, hoặc là không tham gia vào hoạt động là đánh bom liều chết. Đấy, nên là chúng ta phải xây dựng xã hội mới.
ở đó để gì? Không còn áp bức, không còn bất công, không còn nghèo đói, không còn thiếu hiểu biết, để tránh những ảnh hưởng tiêu cực của tôn giáo đối với xã hội. Quan điểm thứ hai là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của công dân, kiên quyết bài trừ mê tín dị đoan. Tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng của công dân, kiên quyết bài trừ mê tín dị đoan. Chủ nghĩa Mác Lênin khẳng định là trong chủ nghĩa xã hội, tôn giáo còn tồn tại lâu dài, còn là nhu cầu tinh thần của một bộ phận quần chúng nhân dân. Do vậy, chúng ta phải tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng của công dân. Bất cứ ai cũng có quyền theo tôn giáo mà mình lựa chọn. Tự do truyền đạo hoặc bỏ đạo là quyền của mỗi người. Tuy nhiên, tôn giáo đó phải hoạt động hợp pháp trong khuôn khổ của pháp luật. Tức là tôn giáo đó phải hợp pháp và trong khuôn khổ, hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật. Đấy, tôn giáo đó phải hợp pháp và hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật. Đó là quan điểm thứ nhất. Quan điểm thứ hai. Quán triệt quan điểm lịch sử cụ thể khi giải quyết vấn đề tôn giáo. Quan điểm thứ ba đấy. Quán triệt quan điểm lịch sử cụ thể khi giải quyết vấn đề tôn giáo. Quán triệt quan điểm quán triệt quan điểm chúng ta tiếp tục quán triệt quan điểm lịch sử cụ thể khi giải quyết vấn đề tôn giáo, có nghĩa là khi giải quyết những ảnh hưởng tiêu cực của tôn giáo đối với xã hội ấy, thì chúng ta phải có quan điểm khách quan toàn diện lịch sử cụ thể và phát triển, tránh giáo điều dập khuôn cứng nhắc và máy móc trong giải quyết vấn đề tôn giáo. Quan điểm thứ tư là phân biệt rõ mối quan hệ giữa hai mặt chính trị và tư tưởng trong giải quyết vấn đề tôn giáo. Mặt chính trị của tôn giáo ấy, là các cái lực lượng, các cái thế lực lợi dụng tôn giáo để can thiệp vào các quốc gia độc lập có chủ quyền, thì người ta gọi đó là mặt chính trị của tôn giáo. Còn mặt tư tưởng của tôn giáo có nghĩa là cái những cái va chạm mâu thuẫn giữa các tôn giáo nhưng mà không nhằm mục đích chống can thiệp vào các quốc gia độc lập có chủ quyền. Do vậy là chúng ta phải biết là phân rõ biệt rõ hai mặt, đâu là mặt chính trị, tức là người ta lợi dụng tôn giáo để thực hiện được mưu đồ chính trị, ví dụ như là xuyên tạc, kích động hoặc can thiệp vào các quốc gia độc lập có chủ quyền, thì chúng ta phải vạch trần và xử lý nghiêm minh hoặc là lên án mạnh mẽ cái hành động đó. Còn mặt tư tưởng ở đây là những cái va chạm mâu thuẫn giữa các tôn giáo nhưng không nhằm mục đích can thiệp hoặc chống phá các nước độc lập có chủ quyền, thì chúng ta phải là làm công tác tư tưởng tuyên truyền để không có những cái xung đột va chạm đó xảy ra. Thì đó là chúng ta cần phân biệt rõ mối quan hệ giữa hai mặt chính trị và tư tưởng trong giải quyết vấn đề tôn giáo. Như vậy chúng ta kết thúc cái phần 3 nhỏ, chúng ta chuyển sang phần 4 nhỏ là tình hình tôn giáo ở Việt Nam và quan điểm chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước chúng ta.
tình hình tôn giáo ở Việt Nam và quan điểm chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước chúng ta. A là tình hình tôn giáo ở Việt Nam. Nội dung thứ nhất là Việt Nam là quốc gia có 6 tôn giáo lớn với khoảng 20 triệu tín đồ. Việt Nam là quốc gia có 6 tôn giáo lớn với khoảng 20 triệu tín đồ. Trong đó có 4 tôn giáo du nhập từ nước ngoài vào Việt Nam. Đó là Phật giáo, các em biết là Phật giáo có nguồn gốc từ Ấn Độ. Thứ hai là Thiên Chúa giáo là có nguồn gốc từ Kitô giáo. Thiên Chúa giáo là sau những cái lần phân biệt của Kitô giáo thì người ta phân chia ra thành Thiên Chúa giáo là Tin Lành này, Hồi giáo là Chính thống giáo, Anh giáo. Đấy, thì Thiên Chúa giáo có nguồn gốc, Thiên Chúa giáo và Tin Lành đều có nguồn gốc từ Ai Cập cổ đại. Hồi giáo thì có nguồn gốc từ Ả Rập Xê Út, bán đảo Ả Rập đấy, ngày nay là Ả Rập Xê Út. Hai tôn giáo nội sinh, tức là hai tôn giáo có nguồn gốc tại Việt Nam đấy, đó là Cao Đài và Hòa Hảo. Cao Đài thì có nguồn gốc từ tỉnh Tây Ninh, còn Hòa Hảo có nguồn gốc từ chợ mới An Giang. Nội dung thứ hai là các tôn giáo hoạt động, đẩy mạnh hoạt động mở rộng ảnh hưởng trong đời sống tinh thần của xã hội. Thì các cái tôn giáo lớn, ví dụ như Phật giáo này, Thiên Chúa giáo này thì hoạt động rất là sôi động để mở rộng ảnh hưởng tinh thần của xã hội. Ví dụ như là Thiên Chúa giáo thì có ngày 24 tháng 12 hàng năm, ngày Chúa Giêsu ra đời đấy. Rồi là Phật giáo thì có ngày 15 tháng 7 hàng năm là lễ Vu Lan Báo Hiếu. Thì lực lượng tham gia rất là đông đảo. Tiếp theo là nội dung thứ ba. Tuy nhiên, tình hình tôn giáo có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định. Nội dung thứ tư là các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo để chống phá cách mạng vẫn còn hoạt động tôn giáo xen lẫn mê tín dị đoan. Những cái nội dung này thì các em đã học ở bài 8 rồi, tôi chỉ giới thiệu mang tính chất hệ thống thôi. B là quan điểm chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước chúng ta. Đảng và Nhà nước chúng ta khẳng định tôn giáo còn tồn tại lâu dài, còn là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân. Tôn giáo có những giá trị văn hóa đạo đức tích cực phù hợp với xã hội mới. Đồng bào tôn giáo là một bộ phận quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Quan điểm chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước chúng ta. Trong công cuộc đổi mới hiện nay, Đảng ta khẳng định tôn giáo còn tồn tại lâu dài, còn là nhu cầu tinh thần của một bộ phận quần chúng nhân dân. Tôn giáo có những giá trị văn hóa đạo đức tích cực phù hợp với xã hội mới. Đồng bào tôn giáo là một bộ phận quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tôi lấy ví dụ như là tôn giáo có những giá trị văn hóa đạo đức tích cực phù hợp với xã hội mới. Chẳng hạn như là Hồi giáo thì người ta coi ăn cắp là trọng tội. Hoặc là Phật giáo thì có luật nhân quả. Hoặc là 10 điều răn của Thiên Chúa giáo. Ví dụ như là chớ làm chứng dối này, chớ làm những điều dâm dục này, chớ giết người này, chớ tham của người này, chớ tham chồng người, vợ người này. Đấy, ví dụ như vậy thì có tác dụng rất là tốt trong cái cuộc sống mới hiện nay. Nội dung thứ hai là công tác tôn giáo vừa quan tâm giải quyết hợp lý nhu cầu tín ngưỡng của quần chúng, vừa kịp thời đấu tranh chống địch lợi dụng tôn giáo chống phá cách mạng. Công tác tôn giáo vừa quan tâm giải quyết hợp lý nhu cầu tín ngưỡng của quần chúng, vừa kịp thời đấu tranh chống địch lợi dụng tôn giáo chống phá cách mạng. Tức là hiện nay chúng ta phải quan tâm giải quyết đến hợp lý đến nhu cầu tín ngưỡng của quần chúng. Giải quyết hợp lý nhu cầu tín ngưỡng. Có nghĩa là những cái tôn giáo mà hợp pháp ấy thì chúng ta phải tạo điều kiện để cho người ta hoạt động. Đấy, cả về đất đai này, cả về cơ chế chính sách. Đấy, phải tạo điều kiện để cho các cái tôn giáo có cái điều kiện hoạt động. Nhưng đồng thời chúng ta cũng phải kịp thời đấu tranh chống địch lợi dụng tôn giáo chống phá cách mạng. Nội dung thứ hai là nội dung cốt lõi của công tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng sống tốt đời đẹp đạo, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chúng ta phải làm tốt công tác vận động quần chúng.
chúng ta phải làm tốt công tác vận động quần chúng. Để làm gì? Để các cái chức sắc tín đồ tôn giáo đấy, vừa sống tốt đời đẹp đạo nha. Vận động để các chức sắc tín đồ tôn giáo hoạt động tôn giáo nhưng mà phải đúng pháp luật đấy, và theo phương châm là tốt đời đẹp đạo, để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nội dung thứ tư là làm tốt công tác tôn giáo là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị do Đảng lãnh đạo. Chúng ta phải làm tốt công tác tôn giáo, có nghĩa là phải quan tâm đến đời, đến quan tâm giải quyết hợp lý nhu cầu tín ngưỡng quần chúng này, và làm đồng thời chúng ta phải làm tốt công tác vận động quần chúng để các chức sắc tín đồ tôn giáo là chấp hành nghiêm các cái chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước và hoạt động tôn giáo đúng pháp luật. Thì đó là bốn cái nội dung, cái quan điểm chính sách của Đảng và Nhà nước chúng ta, và cũng được thể hiện, Đảng ta cũng có một cái quan điểm chính sách rõ ràng được thể hiện trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 và lần thứ 12, cũng đã thể hiện được cái vấn đề về quan điểm rất rõ ràng về vấn đề dân tộc, vấn đề tôn giáo, thì chúng ta cũng sẽ nghiên cứu trong tài liệu. Như vậy chúng ta kết thúc cái phần 2 lớn. Chúng ta chuyển sang phần 3 lớn là đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam. Đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam. Chúng ta sẽ nghiên cứu phần thứ nhất là âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo. Âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo. Vấn đề dân tộc tôn giáo là một trong những lĩnh vực trọng yếu mà các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá cách mạng Việt Nam. Tức là hiện nay các cái thế lực thù địch nó xác định là vấn đề dân tộc tôn giáo là một trong những lĩnh vực trọng yếu mà các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá cách mạng Việt Nam. Hiện nay chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động đẩy mạnh chiến lược diễn biến hòa bình chống Việt Nam với phương châm lấy chống phá về chính trị tư tưởng nằm hàng đầu, kinh tế làm mũi nhọn, ngoại giao làm hậu thuẫn, tôn giáo dân tộc nằm ngòi nổ, kết hợp với bạo loạn lật đổ, uy hiếp răn đe, gây sức ép về quân sự. Hiện nay chủ nghĩa đế quốc đẩy mạnh chiến lược diễn biến hòa bình chống Việt Nam với phương châm lấy chống phá về chính trị tư tưởng nằm hàng đầu, kinh tế làm mũi nhọn, ngoại giao làm hậu thuẫn, tôn giáo dân tộc nằm ngòi nổ, kết hợp với bạo loạn lật đổ, uy hiếp răn đe, gây sức ép về quân sự. Đấy, thì hiện nay là chủ nghĩa đế quốc nó chống phá chúng ta trên rất nhiều lĩnh vực, nhưng mà trong đó là kinh tế, trong đó dân tộc tôn giáo được xác định nằm ngòi nổ. Chúng lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo nhằm thực hiện các mục tiêu cụ thể như sau, thì chúng nhằm thực hiện ba cái mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất của chúng là trực tiếp phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ giữa các dân tộc, chia rẽ giữa các tôn giáo. Ví dụ như là trong cái bạo loạn chính trị ở Tây Nguyên năm 2001 và năm 2004, thì chúng đưa ra cái luận điệu là đất Tây Nguyên là của người Tây Nguyên, người Kinh phải trả lại đất cho đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên. Mục đích là để xung đột giữa các cái dân tộc ở Việt Nam. Thứ hai là kích động các dân tộc ít người, các tín đồ chức sắc các tôn giáo chống lại chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước chúng ta. Kích động các dân tộc ít người, các tín đồ chức sắc tôn giáo chống lại chính sách dân tộc tôn giáo của Đảng và Nhà nước chúng ta. Thứ ba là chúng tạo dựng các tổ chức phản động trong các dân tộc ít người, các tôn giáo để ngầm chống Đảng, chống Nhà nước chúng ta. Ví dụ như hiện nay Nhà nước đề ga độc lập chẳng hạn, do Cờ Xó Khớt làm tổng thống, tự xưng làm tổng thống, ông này là người dân tộc Ra Rai. Đấy. Rồi các tôn giáo, ví dụ như một số phần tử thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất của ngụy quyền trước đây thì cũng hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam, hoặc một số linh mục ở một số giáo phận của Thiên Chúa giáo như là ở Nghệ An, ở Hà Tĩnh, ví dụ như là ông Đặng Hữu Nam và ông Ngô Đình Thục. Đấy. Thì cũng có những cái hoạt động là kích động giáo dân biểu tình chống Đảng, chống Nhà nước chúng ta. Thì cái này chúng ta phải tuyên truyền vận động giáo dân ở các cái giáo phận là không nghe theo kích
động của các cái thế lực phản động trong và ngoài nước. Lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo. B nhỏ là về hai nhỏ là thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo. Thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo. Hết tiết thứ nhất rồi thì mời các em nghỉ giải lao. Tí nữa chúng ta sẽ tiếp tục. Sau đây mời các em nghỉ giải lao 15 phút, đến 9 giờ 15 phút thì sau đây mời các em nghỉ giải lao 15 phút, đến 9 giờ 15 phút thì chúng ta sẽ bắt đầu tiết thứ hai. Và đầu tiết thứ hai 9 giờ 15 thì tôi cũng sẽ điểm danh. Nhà bạn nào vắng thì coi như không được ghi nhận trong cuối buổi học sáng ngày hôm nay. Sau đây mời các em nghỉ giải lao 15 phút. Bắt đầu.